Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 trong tháng 3 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần trong chuyên mục Tử Vi của 12 con giáp. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị may mắn, hạnh phúc, gặp nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, giới tử vi tâm linh học nhận định rằng tuổi Ất Mùi là một trong những con vật thông minh và khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Người tuổi Ất Mùi thì không những tài giỏi, nhanh nhẹn mà còn rất giàu lòng vị tha và luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn xung quanh cuộc sống của mình. Những người tuổi Ất Mùi thì rất ham học hỏi, họ có thể thu nhập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức khá là sâu rộng, hiểu biết khá nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Và không chỉ vậy, họ luôn là người có thể mang lại niềm vui, tiếng cười và niềm hạnh phúc cho những người xung quanh. Vậy nên trong tháng 3 âm lịch này, họ sẽ là một trong những con giáp cực kỳ may mắn, được thần tài chiếu cố, thần Phật độ mạng, ban phát tài lộc, hóa giải vận xui cho quý gia chủ tuổi Mùi. Trong tháng này cũng mang lại cho gia chủ tuổi Mùi những cơ hội đổi đời, nếu biết nắm bắt chính xác thì chỉ sau một đêm cũng giúp cho những gia chủ tuổi Ất Mùi đổi vận. Vâng, và trước khi bước vào nội dung chi tiết thì quý vị đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh và nhấn chuông quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe phần luận giải. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Người Ất Mùi sinh năm 1955 hiền hòa, khéo léo và dịu dàng, hiếm khi gây chuyện với người khác nên được vô cùng quý mến. Họ thích sạch sẽ, gọn gàng, sòng phẳng nhưng lại ưa hoàn mỹ nên nhiều khi bản mệnh phải suy nghĩ cả những chuyện nhỏ nhặt. Có thể nói người tuổi Ất Mùi là người rất trọng nghĩa khí, coi trọng bạn bè. Họ có thể vì bạn bè mà hy sinh bản thân, không tính toán được mất ra sao. Chỉ là tính cách có phần bị ảnh hưởng quá nhiều về cảm xúc, ý kiến đưa ra mang tính chủ quan khá nhiều nên cẩn trọng khi tính chuyện làm ăn hợp tác cùng người khác. Vận mệnh của người tuổi Ất Mùi khá vất vả vào tiền vận, phải chờ tới trung vận thì mới có được cuộc sống ổn định, an nhàn. Ngoài ra mệnh chủ không thích hợp kết hôn sớm, nên kết hôn muộn thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc bền lâu. Trong tháng này, bạn có nguồn thu nhập chính ổn định, song các khoản thu phụ không quá dồi dào, vì thế cần hạn chế đầu tư, chủ yếu tập trung vào các công việc chính của mình. Trên phương diện sức khỏe, nếu có thời gian, bạn nên sắp xếp đi kiểm tra sức khỏe toàn diện để phòng ngừa và chữa trị kịp thời, đồng thời có chế độ sinh hoạt, rèn luyện hợp lý. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp giáp dương mộc nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Ất Mùi trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Năm 2022, người tuổi Ất Mùi bước sang tuổi 67, ở độ tuổi này có thể an nhàn hưởng lương hưu nhưng vẫn có người nặng tâm với sự nghiệp nên vẫn hăng say làm việc. May mắn là trong tháng, gia chủ không phải chịu quá nhiều áp lực, thậm chí nếu có thì cũng chủ động tìm được cơ hội để giải tỏa. Công việc có bước tiến triển ổn định, tạo nguồn động lực và sự yên tâm rất lớn cho con cái sau này. Trong tháng vận quý nhân vượng, nhờ vậy mà các hạng mục dự án hợp tác đều tiến hành trôi chảy, lợi nhuận thu về khả quan. Tuy nhiên, nên tránh các việc dính dáng tới pháp luật, tranh chấp, kiện tụng, kẻo sẽ nhận phần thua thiệt về mình. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Ất Mùi để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng Giáp Thìn, tài vận của gia chủ Ất Mùi sinh năm 1955 khá hành thông, bản mệnh tự chủ được kinh tế, còn hỗ trợ cho con cháu, cơ hội đầu tư trong năm không ít. Đặc biệt trong các dự án bất động sản, nếu thấy hứng thú có thể tham gia, rất dễ thu lợi nhuận khả quan. Ngoài ra các khoản phúc lợi xã hội cũng tăng lên, giúp bản mệnh có nguồn lương hưu đảm bảo, không phải phụ thuộc vào con cháu. Tuy vậy gia chủ cũng cần phải chú ý vì tử vi chỉ ra có dấu hiệu phá tài, tiền có thể bị trộm mất, bị rơi mất, bị lừa mất, thậm chí là do bị phạt hay tiêu dùng cho việc khám chữa bệnh, chi tiêu mua sắm cho dịp cuối năm.
Chẳng những vậy, luôn có bóng dáng tiểu nhân rình rập, chỉ chờ con giáp này phạm sai lầm là lấy mất tiền bạc ngay trong tay bạn. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này sức khỏe khá tốt, không tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ. Tuy nhiên bệnh vặt khó tránh, thỉnh thoảng cơ thể xuất hiện những trục trặc nhỏ, nhưng gặp đúng thầy đúng thuốc, được chữa trị tốt, không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Với một số người, đành rằng ở độ tuổi này sức khỏe của bạn đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng là do bạn chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian chăm sóc cho bản thân. Các quý gia chủ tuổi Ất Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Ất Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này gia chủ có nhiều cơ hội kết giao với những người bạn chung chí hướng, chung sở thích và có người còn giúp ích rất nhiều cho việc mở rộng và phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, duyên khắc phái quá vượng đôi khi có thể gây nên phản tác dụng, nhất là với những người đang có gia đình, bản mệnh có thể rơi vào một số tình huống khó xử, không thể từ chối hoặc bị hiểu lầm. Tốt nhất nên giữ mình trước những cám dỗ để không tạo thành ảnh hưởng xấu tới gia đình và những người mình thương yêu. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Tháng Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành Thủy Cục, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Ất Mùi trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 3 năm 2022, tức ngày 6 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Sửu, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 3 năm 2022, tức ngày 18 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ất Mùi trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 3 năm 2022, tức ngày 11 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Ngọ, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 3 năm 2022, tức ngày 23 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn, hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công, bởi vì là mỗi năm thì vận hạn của mỗi người chúng ta sẽ khác nhau. Và chính vì thế mà chúng tôi luôn phải vững tin vào trong cuộc sống đầy chông gai này, và quý vị cũng vậy.
Qua phần luận giải của phong thủy gia cát thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 3 âm lịch và từ đó thì chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những nội dung mới hơn được phát sóng trên kênh Phong thủy gia cát. Xin mến chào.